Hoan hỉ đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Quý vị thân mến, theo tử vi học, những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 cho thiên can là Nhâm thì phần lớn là những người có cuộc đời gặp nhiều may mắn, đặc biệt là trong năm 2023 này. Cuộc sống của họ có được nhiều may mắn hơn người khác, về tài vận hanh thông và có một gia đình ổn định, hạnh phúc. Trong số 60 con giáp, những người tuổi Nhâm Thìn cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, có quyền cao chức trọng. Hơn nữa, do những người này có tính cách hiền lành, cương trực, ngay thẳng, thích giúp đỡ người khác nên được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho cả năm 2023. Và cũng chính nhờ những việc tốt mà tuổi Nhâm Thìn hay làm đã tạo nên cho họ những phúc đức cho con cháu. Trong công việc và cuộc sống luôn được quý nhân giúp đỡ, bạn bè yêu mến. Mặc dù thời gian trước đó có nhiều gian truân vất vả, nhưng sang năm 2023 với họ là một kỷ nguyên mới. Sự thay đổi chóng mặt của họ khiến cho biết bao người phải cúi đầu, nể phục, và chính họ cũng bị bất ngờ trước những thành công này. Sự thành công và may mắn của tuổi Nhâm Thìn đến từ đâu? Xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mạng trong năm 2023. Tử vi 2023 tuổi Thìn nói chung, người tuổi Nhâm Thìn nữ mạng nói riêng sẽ đón một năm khá bình yên, không có quá nhiều biến động, gia đạo nhìn chung hài hòa, con cháu hiếu thảo. Tuy nhiên, sức khỏe có phần giảm sút do tác động của tuổi tác, chỉ cần bản mệnh giữ tâm lý lạc quan, nghỉ ngơi điều độ thì mọi chuyện đều yên ổn. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thủy Diệu, vận hạn là Toán Tận, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mạng phạm tam tai. Nhâm Thìn 1952 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ 1952 nữ mạng không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai, gia chủ 1952 nữ mạng không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, vì nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối tam tai, gia chủ 1952 nữ mạng lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Thìn gặp Mão, quan hệ bình hòa, hay nói cách khác, người tuổi Nhâm Thìn năm nay không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Thìn trong năm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Nhâm Thìn nữ mạng sinh năm 1952 cần chú ý tháng Nhâm Tuất. Năm 2023 âm lịch, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Vào những ngày này thì không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Nhâm Thìn gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức tinh quân, trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi sao có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Hóa giải, thực hiện cúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới, nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao Thủy Diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao Thủy Diệu vào khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có đề dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, 7 ngọn đèn hoặc nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây phẩm oản, nước, trầu cau, muối, gạo đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải là màu đen, nếu các vật cũng có màu khác, có thể sử dụng giấy đen bọc lại rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày xong, đặt mâm lễ hướng về hướng chính Bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng.
hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sao này vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Gia chủ nhâm thìn sinh năm 1952, nữ mạng, năm nay gặp hạn toán tận. Chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó để đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn, gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc ở trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây sát, nguy hiểm đến tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm nay gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Sau đó, gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi nhâm thìn sinh năm 1952, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình, trong tháng này gia chủ gặp được những niềm vui bất ngờ. Tháng 2, tháng này gia chủ đón tin vui trong nội tộc về việc cưới xin, hỷ tín hoặc công việc của con cái gặp nhiều may mắn. Tháng 3, đây là tháng gia chủ tuổi nhâm thìn có lộc về tiền bạc. Đây là tháng gia chủ tuổi nhâm thìn có lộc về mặt tiền bạc, chủ yếu do người khác đưa tới. Tuy nhiên gia chủ lưu ý, bệnh máu huyết trong tháng này. Tháng này mọi việc của gia chủ sinh năm nhâm thìn diễn ra cơ bản bình thường, không nhiều chuyển biến. Bên cạnh đó gia chủ chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 5, gia chủ có thể bị kẻ xấu nói xấu sau lưng trong tháng này và nhiều chuyện buồn đưa tới khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều. Tháng 6, gia chủ cần chú ý khi đi ra ngoài dễ gặp tai nạn bất ngờ. Tháng 7, đây là tháng mọi công việc của người tuổi nhâm thìn nữ mạng không được tốt như mong muốn. Trong tháng này nếu di chuyển thì đi xa nên lưu ý. Tháng 8, được hưởng ân phúc của tổ tiên, sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 9, trong gia đạo của gia chủ có nhiều bất hòa trong tháng này, khi ra ngoài, gia chủ tuổi nhâm thìn cần cẩn thận, xe cộ đi lại. Tháng 10, có tin vui về công việc của con cái. Tháng 11, tháng này mức chi tiêu của gia chủ rất nhiều, tiền chủ yếu cho thuốc thang, chữa bệnh, tin vui là bệnh tình chuyển biến tích cực. Tháng 12, tháng cuối năm gia đình hòa thuận, êm ấm. Tổng kết tử vi tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, ở tuổi 70, nữ mạng nhâm thìn không cần phải bận tâm, lo lắng đến các vấn đề của cuộc sống. Bản mệnh cũng không nên bon chen làm gì cho nhọc thân, cứ an tâm tận hưởng tuổi già bên con cháu cho đầu óc và tinh thần nhẹ nhõm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ khi giao tiếp với người khác, cố gắng xây dựng lối sống chan hòa, bớt nóng nảy để giữ các mối quan hệ tốt đẹp. Gặp vấn đề gì cũng nên chia sẻ hoặc nhắc nhở con cháu giúp đỡ, không nên ôm đồm tất cả về mình. Về tài chính của bản mệnh nhìn chung vững vàng, với các khoản tích góp và lương hưu, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn, còn đỡ đần cho con cháu khi cần. Cuộc sống có đồng ra đồng vào nên rất thoải mái. Dù tiền bạc không phải lo toan nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá trắng tay. Đặc biệt bạn cần cẩn trọng trước những lời chào mời, dụ dỗ bùi tai, kẻo mất tiền oan. Trước khi mở hầu bao mua sắm thứ gì cũng nên trao đổi, bàn bạc với con cái. Về sức khỏe, gia đạo hài hòa là chất xúc tác tốt, giúp trạng thái tinh thần của tuổi này luôn lạc quan tích cực, hỗ trợ rất nhiều trong việc cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên do tuổi tác đã cao nên cơ thể dễ gặp các triệu chứng bất ổn, bệnh tật ập đến bất cứ lúc nào. Do đó bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân bằng cách thường xuyên rèn luyện điều độ, ăn uống ngủ nghỉ đúng bữa đúng giấc. Đi lại cũng cần hết sức cẩn trọng, tránh vì bất cẩn mà tạo thành thương tật, ốm đau vừa khiến bản thân mệt mỏi, vừa làm phiền con cháu. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 nữ mạng. Về tình cảm, gia đạo, xem tử vi của tuổi nhâm thìn năm 2023 nữ mạng về gia đạo. Gia chủ có con cháu quây quần bên cạnh nên tinh thần rất vui tươi và thoải mái. Mọi thứ đều diễn ra một cách êm ả, cuộc sống không có gì phải vướng bận.
Người độc thân có thể đôi lúc chạnh lòng vì con cháu có cuộc sống riêng, nhưng không nên suy nghĩ quá nhiều. Khi có thời gian, bản mệnh nên chia sẻ nhiều hơn với người thân trong gia đình hoặc tham gia các hoạt động tập thể để tăng niềm vui cuộc sống. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Nhâm Thìn trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi đã chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và chia sẻ, theo dõi cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.